Chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những nội dung chính sau đây. Công an các đơn vị địa phương ra quân bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng cho Công an thành phố Bảo Lộc và Công an huyện Đức Trọng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Công an thành phố Đà Lạt bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuối chuyên mục là phóng sự cai nghiện ma túy tại cộng đồng ở huyện Đức Trọng. Những tín hiệu tích cực. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh tại hội nghị đánh giá giai đoạn chuẩn bị mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Công an các huyện và thành phố trong tỉnh đã tổ chức ra quân mở đợt cao điểm tấn công tội phạm. Theo kế hoạch, đợt cao điểm này được diễn ra trong thời gian từ nay đến ngày 16 tháng 2 năm 2019. Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công tội phạm, Công an các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động tín dụng đen, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. Đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự cho các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của tỉnh, đặc biệt là kỷ niệm 125 năm thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển, phục vụ bà con nhân dân tham gia các lễ hội vui xuân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 an toàn, lành mạnh. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong điều tra truy xét vụ án giết người, phi tang sát, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thư khen và thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an thành phố Bảo Lộc. Theo đó, ngày 9 tháng 12, Công an thành phố Bảo Lộc nhận được tin tố giác của người dân về một vụ nghi có người bị đánh chết tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc nên tổ chức điều tra. Ngay trong ngày, Công an thành phố Bảo Lộc đã triệu tập đối tượng Trần Quang Hiển, 40 tuổi, trú tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc và một số nghi can để điều tra. Qua đấu tranh, Hiển thừa nhận do ghen tuông và nghi anh Nguyễn Đức Thọ, 32 tuổi, trú tại xã Đạp Bờ Ri, thành phố Bảo Lộc, biếu thuốc nhằm mục đích đầu độc mình, nên chiều ngày 6 tháng 12, Hiển đã gọi Thọ đến tại nhà riêng ở phường Lộc Sơn để tra xét. Hiển cùng một số đối tượng dùng gậy cao su đánh làm cho anh Thọ bất tỉnh và tử vong sau đó. Sáng ngày 7 tháng 12, Hiển thuê xe ô tô do anh Phan Thanh Nguyên trú tại phường Lộc Sơn điều khiển chở xác anh Thọ đi vứt tại đèo Daguri, quốc lộ 55, đoạn thuộc xã Đa My, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Từ kết quả điều tra, đến nay Công an thành phố Bảo Lộc khởi tố 2 đối tượng về tội giết người, khởi tố 4 đối tượng về tội không tố giác tội phạm. Chiều ngày 14 tháng 12, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Võ Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng đã trao thư khen và thưởng nóng cho Công an huyện Đức Trọng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra truy bắt phạm nhân trốn trại. Trước đó, ngày 12 tháng 11, trại giam Đại Bình Bộ Công an phát lệnh truy nã đối tượng Trần Văn Trịnh, sinh năm 1982, trú tại xã Ca Đơn, huyện Đơn Dương can tội trốn khỏi nơi giam giữ. Trong thời gian này, tại địa bàn các xã Liên Hiệp, Hiệp Thạnh, Tân Hội, Phú Hội của huyện Đức Trọng liên tiếp xảy ra các vụ trộm đột nhập đục két sắt có phương thức thủ đoạn giống như đối tượng Trịnh thực hiện. Ngay sau đó, Công an huyện Đức Trọng đã xác lập chuyên án, triển khai các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để đấu tranh truy bắt đối tượng. Đến rạng sáng ngày 14 tháng 12, các trinh sát xác định và truy bắt được đối tượng Trần Văn Trịnh khi đang lẩn trốn tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, thu giữ trong người đối tượng 184 triệu đồng, một sợi dây chuyền vàng. Chiến công này không chỉ thể hiện ý chí quyết tâm đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, mà còn góp phần trấn an dư luận, tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an. Sáng ngày 7 tháng 12, Công an tỉnh đã tham gia hội nghị trực tuyến giữa điểm cầu Hà Nội với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về các nội dung của luật Công an Nhân dân sửa đổi do Bộ Công an tổ chức. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung chính của luật Công an Nhân dân sửa đổi vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp lần thứ 6. Theo đó, luật Công an Nhân dân sửa đổi có 7 chương với 46 điều, quy định về nguyên tắc tổ chức hoạt động, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo điều kiện hoạt động, chế độ chính sách đối với Công an Nhân dân, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Trong đó, đặc biệt lưu ý một số điểm mới về mô hình tổ chức bộ máy Công an Nhân dân, về chế độ chính sách trong Công an Nhân dân và quy định về Công an xã.
Luật Công an Nhân dân sửa đổi được thông qua đánh dấu sự chuyển đổi một cách cơ bản hệ thống tổ chức bộ máy của Công an Nhân dân từ trung ương đến cơ sở, đảm bảo bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Sự phân công, phân cấp, phân quyền rất rõ ràng, cụ thể, tạo cơ sở pháp lý để lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Sau thời gian nghiên cứu, thu thập tư liệu, tiếp thu các ý kiến từ các nhân chứng lịch sử, Công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức nghiệm thu dự thảo biên liên sự kiện lịch sử Công an thành phố Đà Lạt giai đoạn 1975-2015 để xuất bản phát hành. Tham gia buổi nghiệm thu có gần 30 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt đã nghỉ hưu, chuyển công tác. Tại hội thảo, đã có nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện, bổ sung vào biên niên sự kiện, từ đó góp phần khái quát đầy đủ các mặt công tác của Công an thành phố trong 40 năm qua. Biên niên sự kiện lịch sử Công an thành phố Đà Lạt phản ánh đầy đủ và có hệ thống những sự kiện tiêu biểu, phản ánh những chặng đường lịch sử của Công an thành phố qua các mốc thời gian. Những ý kiến đóng góp tại buổi nghiệm thu sẽ được tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh trước khi xuất bản. Biên niên sự kiện lịch sử Công an thành phố Đà Lạt sẽ là tài liệu quý, phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng lực lượng và góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ của Công an thành phố trong thời gian tiếp theo. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh vừa tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở thuộc các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và huyện Lạc Dương. Tại lớp tập huấn, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã được phổ biến về luật phòng cháy chữa cháy, các nghị định, thông tư, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cơ chế lý hóa của quá trình phát triển và dập tắt đám cháy. Công tác phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, xăng dầu, khí dầu mỏ, hóa lỏng, công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, hướng dẫn tính năng tác dụng, cách bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy thông dụng, tổ chức huấn luyện và thực hành sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy, các đội hình chữa cháy cơ bản. Lớp huấn luyện nhằm nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan, doanh nghiệp, nâng cao năng lực, ý thức cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở để vận dụng tốt và xử lý kịp thời các tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Phát huy phương châm 4 tại chỗ của lực lượng cơ sở, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường giao thông trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, vào mỗi dịp lễ Tết, lượng du khách đến với thành phố Đà Lạt đều tăng cao nên tình hình giao thông càng trở nên phức tạp. Để đảm bảo an toàn, hạn chế tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, đặc biệt là quốc lộ 20, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như phóng nhanh, vượt ẩu, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông xảy ra. Tuy nhiên, cùng với quyết tâm của lực lượng Cảnh sát Giao thông, thì ý thức của người tham gia giao thông là rất quan trọng. Điều đó sẽ góp phần không nhỏ vào việc giữ vững trật tự an toàn giao thông, hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đối tượng Nguyễn Văn Toàn sinh năm 1990, trú tại tỉnh Đồng Nai, vừa bị Công an thành phố Đà Lạt khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 12 tháng 12, nhận được tin báo của người bị hại về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe máy, Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành xác minh truy tìm. Đến ngày 15 tháng 12 thì bắt được đối tượng Toàn khi tên này đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiến hành đấu tranh, Toàn khai nhận đã lên mạng Internet tìm hiểu và mua giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe giả mang tên người khác, sau đó dán hình của mình vào và ép lại, đến các cơ sở lưu trú tại thành phố Đà Lạt, dùng giấy tờ giả này để thuê xe máy rồi chiếm đoạt đưa về thành phố Hồ Chí Minh bán lấy tiền tiêu xài. Tính từ đầu tháng 11 năm 2018 đến nay, Toàn đã thực hiện 3 vụ thuê xe trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Được biết, Toàn từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới ra tù chưa bao lâu thì nay lại tái phạm. Công an thành phố Đà Lạt thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng trên liên hệ với Công an thành phố Đà Lạt để phối hợp giải quyết. 40 năm tù giam là tổng mức hình phạt mà Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên phạt hai bị cáo Sùng A Châu sinh năm 1990 và Giàng Xeo Thiền sinh năm 1992 cùng trú tại huyện Đam Rông.
theo cáo trạng, do quen biết với một người tên Sùng A Vành, nên dịp Tết 2018, khi đến nhà Thiền chúc Tết, Châu đã bàn với Thiền cùng mua heroin của Vành về bán lại kiếm lời. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 năm 2018, Châu hai lần nhận heroin từ Vành, sau đó cùng Thiền ra đèo Phú Mỹ, xã Đạ Cà Làng, huyện Đam Rông để giao hàng. Khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 4 tại đèo Phú Mỹ, Châu và Thiền chuẩn bị giao hàng thì phát hiện thấy có lực lượng công an nên cả hai bỏ chạy, vứt heroin vào vệ đường nhưng đã bị bắt ngay sau đó. Cơ quan công an xác định Châu và Thiền đã thực hiện thành công hai vụ mua bán với tổng trọng lượng gần 250 gram heroin. Xét hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt Châu và Thiền mỗi người 20 năm tù giam. Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay tình trạng tội phạm ma túy và đối tượng nghiện ma túy đang có nhiều diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự cũng như cuộc sống của không ít gia đình. Do vậy, việc xây dựng triển khai thực hiện mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng trên địa bàn huyện Đức Trọng là một việc làm cần được ghi nhận. Theo báo cáo của Công an huyện Đức Trọng, hiện trên địa bàn có 260 người nghiện có hồ sơ quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế, số người sử dụng và nghiện ma túy chưa được phát hiện có thể chiếm cao hơn và đang có nguy cơ gia tăng. Điều nguy hiểm là tình trạng sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, đang xâm nhập vào độ tuổi thanh thiếu niên, thậm chí xâm nhập học đường. Trước thực trạng đó, Công an huyện Đức Trọng đã chủ động xây dựng mô hình cai nghiện mới. Công an huyện đã tham mưu cho Ủy ban huyện Đức Trọng làm việc với Sở Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng tiến hành thực hiện theo cái đề án cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo quyết định 2293 ngày 26 tháng 10 năm 15 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng đã ban hành kế hoạch số 100 về việc triển khai thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn toàn huyện Đức Trọng. Trên cơ sở kế hoạch, Công an huyện Đức Trọng đã chủ động mở hội nghị triển khai kế hoạch, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ làm công tác phòng chống ma túy của Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, trong đó chú trọng công tác hỗ trợ, quản lý sau cai nghiện nhằm huy động cả hệ thống chính trị và gia đình vào cuộc. Đối với mô hình này, thì thời gian cai nghiện là 6 tháng và 1 tháng đầu tiên là các cơn giải độc tại cơ sở cai nghiện ma túy, 5 tháng tiếp theo là giao về cho gia đình quản lý. Trong thời gian này thì chính quyền địa phương, lực lượng công an huyện và gia đình có sự phối kết hợp chặt chẽ với nhau trong việc là quản lý với đối tượng nghiện ma túy trong 5 tháng còn lại tại địa phương, và sẽ có cái đề ra cái kế hoạch và quản lý đối tượng lâu dài để tránh trường hợp đối tượng tái nghiện. Thực tế cho thấy việc đồng thuận cai nghiện không phải điều đơn giản. Do vậy, việc thực hiện mô hình này trước hết phải triển khai tốt việc tuyên truyền, vận động sự đồng thuận của gia đình, của người nghiện. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với công an các xã đã tham gia cho chính quyền cơ sở đưa 13 người vào cai nghiện tại cộng đồng, áp dụng biện pháp một tháng cắt cơn tại trung tâm 0506 tỉnh Lâm Đồng. Tôi đang đứng giữa trung tâm cai nghiện huyện Đức Trọng, thì tôi cũng có một lời là thêm nhắc nhở tới tôi sẵn sàng là không giấu mặt, tôi sẵn sàng đứng lên để vận động và tuyên truyền cho tất cả các bà mẹ đã có con em đã và đang dính vào trong cái trường hợp xì ke và ma túy này, kể cả đá, thì nên về mà đề phòng, mà quan tâm chặt chẽ tới con em mình hơn. Đó là lời tôi mong muốn nhất. So với thời gian cai nghiện bắt buộc là 2 năm tại trung tâm 0506, thì biện pháp cắt cơn giải độc cho người tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng là 1 tháng. Với thời gian như vậy, sẽ không gây áp lực quá tải cho trung tâm, người nghiện và gia đình dễ chấp nhận, chi phí phù hợp và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và giúp đỡ người nghiện trong thời gian tiếp theo. So với cai nghiện bắt buộc thì nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Nhà nước cũng khỏi phải mà tốn nhiều chi phí để mà hỗ trợ cho các em. Trong khi đó gia đình cũng đóng góp cái mức đóng góp rất nhiều, ít chứ không phải là quá mức của gia đình. Thì tôi nghĩ rằng cái biện pháp này là rất là phù hợp. Có thể thấy rằng để thay đổi tư duy, hành động, nâng cao hiệu quả trong cai nghiện ma túy không phải là điều dễ dàng.
khi có chủ trương, chính sách đúng đắn, được xã hội hóa một cách tích cực và huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, thì mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng trên địa bàn huyện Đức Trọng sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn. Những hình ảnh của phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!